Rồi, mình có một đơn hàng trên Shopee của bà xã ha. Bây giờ bà xã nhờ mình đóng giùm, bây giờ mình sẵn đóng rồi, trong thời gian đóng thì mình quay cho anh chị bạn xem các mẫu luôn ha. Rồi, đầu tiên là bông bóng phao hình con cá heo nè. Đây là bông phao hình con cá heo ha. Mọi người và anh chị các bạn bán lâu thì mới nhìn ra được cái sản phẩm này ha. Ở đây là một ở trên Shopee bà xã mình sẽ có 6 cái nha. Còn ở đây là một lốc nó tới 12 cái nha, nên mình phải chia ra ha. Chia ra 1 2 3 4 3 thôi, 3 với bên đây 3 nữa là 16 ha. 1 2 3 một màu, nó một màu một cục á, là nó là 12 con, nhưng mà ở đây á, là do mình chia màu ra cho anh chị các bạn dễ bán đó nha, chứ đúng ra là một cục một màu là 12 con thôi. Cái này thì mình buộc lại, bỏ lại vô kho. Rồi, mình bỏ vô kho. Cái đó khó quá trời. Kệ người ta đi. Xong rồi tới siêu nhân kiếm ha. Siêu nhân kiếm. Rồi, đến siêu nhân kiếm. Rồi, cái heo xong rồi tới siêu nhân kiếm nè. Ủa cha, cái này em gửi cho cha à? Trên Shopee không? Của mẹ. Rồi, cái này là hai màu một cục là 12 cái. Mẹ ơi, mình phải chiết ra. Rồi, đến siêu nhân nhện. Rồi, đây là siêu nhân người nhện. Cũng một cục 12 con, giờ phải chiết ra 1 1 này, 2 3 4 5 6. Cái này là người nhện lớn nha. Có hai loại, một loại nhện nhỏ và một loại nhện lớn. Rồi, đây là máy bay ha. Máy bay nhưng mà ở đây còn 4 cái à. Nhưng mà con người, con cá heo nè. Cái heo này nó sẽ, con cá heo này đồng giá với máy bay ha. Nên nhiều khi nó thiếu á, mình sẽ lấy một sản phẩm đồng giá ít thôi. Mình sẽ để vô đây ha. Rồi, rồi tới con chó đốm to ha. Chó đốm to. Chó đốm à. Rồi, đây là hình chó đốm to ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ha. Rồi, đến cái banh hình 7 màu ha. Cái banh 7 màu. Banh này là banh 12 khía ha. Banh 12 khía. 12 khía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Rồi, ok rồi.